Xin chào các bạn, mình là Trang Lê. Hiện tại Trang Lê cùng với anh Huy Huỳnh đang có mặt tại nhà mẫu của Selectorai, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè. Thì hôm nay Trang mời anh Huy Huỳnh cùng Trang và để chia sẻ cho các bạn một số thông tin về tòa tháp hiện tại đang mở bán ở Selectorai trong đợt này. Xin mời. Xin mời. Ở hai tháp mở bán tiếp theo của chủ đầu tư Capo á, Trang có thể chia sẻ thêm cái điểm nhấn gì đặc biệt để mà khách hàng có thể quan tâm tới dự án này? Hiện tại thì giai đoạn này của mình anh là còn khoảng 220 căn đẹp nhất của dự án mở bán ở tháp T2 và tháp T3 nữa. Thì cái điểm nhấn của dự án này đó là mình có cái đường chạy bộ 600m nối liền 4 tòa tháp T1, T2, T4 và T5. Đây hình xoắn ốc. Đó, đây là một cái điểm nhấn của dự án, là mình có thể là chạy bộ, có đường riêng cho khu chạy bộ, những quý cư dân có thích thể dục thể thao chạy bộ. Thứ hai là mình có cái clubhouse này rộng 1500m. Ở trong đây gồm tất cả các tiện ích như là hồ, phòng tập gym, phòng tập đa năng, khu vui chơi trẻ em trong nhà, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục thể thao và phòng karaoke. Thì đặc biệt là giống như là những cái phòng tập hiện tại bây giờ của mình anh, thì là phòng tập Cali là hầu như là rộng nhất, nhưng mà ở đây phòng tập của mình cũng rộng khoảng hơn 500m. Wow. Tất cả các phòng là phòng vui chơi trẻ em là 1120m. Nên là chủ đầu tư cái khu này cho cư dân á là rất là bài bản và công phu, chứ không phải là chỉ làm cho có thôi. Dạ. Thì ngoài ra mình còn có những cái khu len lỏi, đây là những cái khu sân vườn để nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi. Sân vườn. Ngoài ra thì mình có cái điểm nhấn này dành cho những quý cư dân yêu thích động vật, là có thể là nuôi thú cưng, chó, mèo. Có nghĩa nuôi trên căn hộ và xuống đây có một cái khu vui chơi riêng dành cho thú cưng luôn. Đúng rồi. Cái kế bên đây là sân bóng rổ mini, phong sân tập tennis. Thì dự án của mình là 2,78 hecta, nhưng mà dành nguyên cái khu này á là 0,68 hecta để khu tiện ích riêng bên này thôi. Ngoài ra thì mình có cái hồ cảnh quan sông nước kế ở đây đó. Thì khi mình tập thể thao hoặc là cho thú cưng chơi ở đây thì có cái gió nó mát, cái nước nó lên. Thì cái điểm nhấn tiếp theo nữa của dự án á là 3 hồ bơi 50m, mỗi hồ bơi 50m. Đây là cái hồ bơi dành cho vận động viên chuyên bơi lội. Wow. Đạt chuẩn Olympic, dài 50m. Kế bên đây á là khu vui chơi cho trẻ em, cũng là hồ bơi nhưng mà cái diện tích nhưng mà cái độ sâu nó thấp hơn và dành riêng dành cho trẻ em. À. Đúng rồi. Khu có khu bắn trượt, khu bắn súng giống như là khu suối tiên mà thu nhỏ ra. À. Có các trò chơi cho trẻ. Ở đây là vườn cây trên không nè. Ở đây là khu hồ bơi rộng 50m, dài 50m. Dạng phong cách nghỉ dưỡng, có hồ Sakazi. Những cái khách hàng mà những cái cư dân không có mình không rành bơi lội á. Đúng rồi, mình tới đây để mình thư giãn, check-in, check-in tại đây. Đăng Facebook. Và cái điểm nhấn nữa là dự án có cái tầng 13 và tầng 14, chủ đầu tư dành 3 căn hộ không tầng với nhau là 6 căn để dành cho quý cư dân thích những cái căn sân vườn thì có thể hưởng thụ là ở tầng 13 và tầng 14. Đặc biệt là các lốc căn hộ của mình có chỉ có khoảng 5 căn mặt trước, 4 căn mặt sau hoặc là 5 căn mặt trước, 5 căn mặt sau của tháp T2 và tháp T3 thôi. Nên thành ra là phòng khách và hai phòng ngủ đều là có view ngoài hết, có thể đón nắng và đón gió trực tiếp từ ngoài vào luôn. Không có. Và với cái số tầng là 20 tầng và có là 9 đến 10 căn trên một tầng thôi, thì số lượng căn hộ mật độ thấp luôn, nên là cái bãi đậu xe của tòa nhà là gồm là 5 lốc liên thông với nhau, một khối đế liền luôn, nên là dư sức bãi đậu xe cho khách hàng. Thì dự kiến là có khoảng là hơn 600 bãi đỗ ô tô và hơn 1200 chỗ đậu xe máy đó, dư sức để phục vụ cư dân trong tòa nhà. Ngoài ra còn có những cái bãi để xe cho những khách vãng lai phía bên này, ở hai bên anh.
ngoài ba cái hồ bơi lớn này, mình còn có thêm một hai cái hồ hồ tiểu cảnh ở hai bên dự án nữa. Thì có nghĩa là các mặt đều có nước xung quanh hết. Có nước xung quanh. Và cái view nội khu của dự án này đó là một cái dự án thấp tầng biệt thự xung đằng sau này, thành ra là cái view nội khu của tầm, của tầm view nó là hầu như là view vĩnh viễn hết. Hướng này thì mình sẽ nhìn thấy hoàng hôn, đây là hướng Tây. Đúng rồi. Phía hai cái lốc tòa T2 và T3 đó anh, thì dành cho những khách hàng á muốn là mua căn hộ thô để tự hoàn thiện thì có lốc T2 cho khách hàng lựa chọn. Và những cái khách hàng nào mà muốn là hoàn thiện cơ bản sẵn, mua chỉ là thêm decor nội thất sơ sơ thôi, thì có thể là chọn cái lốc T3 để mình về. Thì đối với thiết bị bàn giao của tháp T3 thì là hầu như là kệ bếp trên, kệ bếp dưới, cửa vào, thiết bị phòng vệ sinh là đầy đủ hết cho khách hàng. Sàn gỗ, máy lạnh rời, bộ phận báo cháy, bộ phận video call là đầy đủ hết. Còn bàn giao thô thì ở bên này, bàn giao thô là ở tháp T2 anh. Tháp T2 thì gồm là bàn giao là gồm là mà cửa chính là cửa gỗ chống cháy. À. Thiết bị có tờ. Ngoài ra thì tường là được treatmatic và được sơn một lớp. Có những cái đường điện chờ, ống chờ cho mình ở phòng vệ sinh. Rồi cảm sơ cũng tương đối là đầy đủ rồi, nên là mọi người có thể liên hệ Trang cũng như đội co team để được hỗ trợ khi mà khách hàng quan tâm đến dự án. Đúng rồi anh Huy, thì hiện tại thì lúc nào đội co team của ERA cũng có mặt ở dự án để hỗ trợ quý khách hàng cũng như là các bạn cộng tác viên muốn tìm hiểu rõ hơn và muốn cung cấp những cái thông tin về dự án, mặt bằng, layout hoặc là được tư vấn kỹ hơn về cái dự án Selectorize này thì có thể là liên hệ qua kênh hoặc là trực tiếp tới nhà mẫu, và đội có team của ERA sẽ tư vấn hỗ trợ bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.